Trọn bộ gieo hạt cùng vĩ nhân. Chào tất cả các bạn, mình tên là Vũ Thùy Giang. Năm nay mình 11 tuổi. Hiện mình đang học lớp 6A6, trường trung học cơ sở Tân Phú. Mình từng đọc qua rất nhiều sách, những bộ sách khiến mình rút ra được nhiều bài học mà đọc không hề chán. Đó chính là bộ sách Gieo hạt cùng vĩ nhân. Bộ sách kể về những lần lập công hoặc một trong hàng chục lần mà các vĩ nhân đã làm việc tốt. Bộ sách này có tính giáo dục cho trẻ em, và những lúc đọc phần nhân quả đều có hình ảnh, màu sắc khiến trẻ em rất thích thú. Ấn tượng nhất với mình là câu chuyện kể về Lincoln, một tổng thống nước Mỹ có công lớn trong công cuộc giải phóng chế độ nô lệ và bảo vệ quyền bình đẳng cho người da đen. Thuở nhỏ, cha ông là một nhà khai hoang, còn mẹ ông là nội trợ. Công việc đầu tiên ông làm chính là chèo đò. Trong một lần chèo đò, có một vị khách vội vã nhờ Lincoln chở đến con thuyền lớn vì ông ấy bị muộn. Lincoln chở kịp đến thì ông ấy thưởng cho anh hậu hĩnh vì đã đáp ứng được nhu cầu của mình. Hai thanh niên chèo đò khác thấy thế liền ghen tị, bắt anh về đến một tòa án thưa với thẩm phán: "Thưa ngài, tên này dám chiếm chỗ làm ăn của chúng tôi, ngài xem xét cho chúng tôi." Một thanh niên lớn giọng. Lincoln bình tĩnh đưa ra lời giải thích rằng: "Tôi chỉ đưa vị khách đến giữa sông, không hề đi qua bên kia bờ nên chưa thể coi đó là phạm tội." Ông luật sư đồng ý với ý kiến của Lincoln. Hai thanh niên bức bối ra về. Lincoln ngó nghe những cuốn sách ở trên kệ. Ông luật sư thấy thế liền hỏi Lincoln: "Này anh có vẻ rất thích đọc sách nhỉ?" Lincoln liền gật đầu. Ông luật sư nói: "Từ nay anh có thể đến đây mượn sách thoải mái, tôi cho phép." Lincoln vui mừng vì vốn dĩ từ nhỏ đã rất thích thú với sách. Về sau, ông học hỏi và tìm tòi, trở thành một luật sư giỏi. Đấy chỉ là một trong những câu chuyện đã xảy ra trong cuộc đời ông. Bộ sách Gieo hạt cùng vĩ nhân được thầy Trần Việt Quân biên soạn. Ngoài nói về những việc tốt, thì sách có cho chúng ta những câu hỏi tư duy, giúp tăng phần hiểu biết. Lợi ích của bộ sách không chỉ là để học hỏi mà còn hướng cho chúng ta làm việc tốt. Gieo nhân nào, gặp quả đó. Bộ sách có nhắc nhở chúng ta nếu đi về hướng xấu thì tai họa là gì? Những điều mình nhận sau khi làm việc xấu là gì? Khi mọi người đã đọc và hiểu được ý nghĩa thì sẽ hiểu rằng dù có đọc hay biết bao nhiêu về những việc tốt thì chúng ta nên thực hành chứ không nên nói suông. Sách còn cho chúng ta hiểu vì sao khi cãi nhau chúng ta nên cùng ngồi lại và ngẫm về lý do. Hít thở khi tức giận, không nên la mắng người khác khiến mọi người xa lánh. Mình thấy bộ truyện này là một thành công lớn trong việc giáo dục không chỉ trẻ em mà còn với cả người lớn của thầy. Bộ truyện được chia thành nhiều tập với hình ảnh minh họa phù hợp với trẻ nhỏ. Ngoài ra thì có những câu hỏi tư duy hóc búa khiến người lớn cũng phải suy nghĩ đau đầu. Vì vậy mà mình thấy đây là một trong ít bộ sách có thể dành cho tất cả mọi lứa tuổi. Sau khi đọc hết bộ sách này, chúng ta có được nhiều bài học bổ ích hơn. Mình thấy tất cả các doanh nhân trong bộ sách này để thành công đều đam mê đọc sách. Đấy là những suy nghĩ của mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao nếu tất cả chúng ta cùng nhau đọc sách? Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau lan tỏa văn hóa đọc sách này đến với tất cả mọi người.